hello mọi người nha. Hôm nay là tụi mình sẽ ra ngoài đây và ra ngoài vườn dừa và nấu cháo gà ấy, mọi người. Nấu cháo gà khổng lồ đây. Hôm nay các thành phần tham gia gồm có đâu là bạn An nè, anh Thiện Nháo nè, rồi Thư Kỳ, Gia Kỳ, rồi Linh Heo và Nhân Heo. Hôm nay cũng đầy đủ một cặp lên nha. Hôm nay mình xin ngồi đây hửi gói nha mọi người. Rồi bây giờ là nước nó nóng rồi nha mọi người. Bây giờ khói quá khói này phải lộn, gió quá gió rồi nên tụi mình phải làm một cái hàng, làm một cái hàng dài để tránh gió cho bà con. Bây giờ là tiến hành sẽ là cho gà vô. Mở nồi, khui. Lấy tay cầm, nó không có nóng đâu, lấy tay cầm mà nó nóng đâu. Không nóng đâu, trời, cầm lên. Thôi, nóng đó. Nó có nóng đâu, cái nồi nó không nóng nổi, mà sao nóng cái này. Đây, cho gà vô. Không. Có gì để bay đây. Em mới là hai đứa nhỏ cái nhỏ. Ừ, chứ hai mày ăn. Hai này nó ròn quá. Không làm được không anh? Hai này nó ròn quá. Em có. Làm gì? Lấy củi. Mời từ từ chú hử ơi. Ok. Cái này nó đậy nắp lại. Và chờ trong giây lát. Hồi mình sẽ thành một con heo chờ nữa. Chờ trong. Rồi. Giờ cái này là cho gạo vô nha, gạo rang nha. Cho vô. Cháo gà đã chín nha bà con. Cháo bắt đầu sẽ cắt gà. Cắt đùi ra luôn đi. Đùi ra xuống đây à. Ăn đùi. Con thích ăn đùi. Con thích ăn nước. Cho con xin cái cổ. Cho con xin chỗ như thịt. Cho con xin cái cánh. Giờ sẽ cắt.
xin mẹ bà. Con mẹ con đơn tránh không mà tao ăn chỗ nào có thịt là được con tránh đùi có cái thôi con tránh ủa vậy con không làm mà đâu có ăn được thiện ừ mày thì anh nhặt lên cái đồ vô cho lên cái cảnh nhà con này cho lên cảnh đây từ từ đợi đây nói chung là cắt đây hồi ai ăn gì là người ấy tự nhặt ok ủa cái đùi sao một cái rồi cậu ừ, một cái là bị cái đùi đâu? Người làm gà lấy rồi là ai bỏ đây con cái đùi lấy gà cho cô bé ăn tất nhiên là phải cho cô bé ăn rồi cô bé con cái cưng bà hải nè con cái đùi ra luôn đi cậu hồ cắt ra chứ để luôn luôn cho nó ăn thịt mỡ cũng được ơ sao cái đùi này dễ cắt rồi gà mà có thịt mỡ hả chân đây chân cho con á à, đủ chân ghê vậy con ức cắt đều hết ra mà ai ăn gì ăn khổ lấy gì lấy khổ quá cái linh đưa tôi cho chú sao con lại tôi chân rồi thôi cái chân à ở chân lấy đi từ từ để đi câu con gà vậy bé tẹo trời ăn chưa mới được bé thật chứ được đông người ăn mà sao đủ đủ chứ đủ cho sự niềm tin đủ tích kéo rồi về đây kéo rồi sắc luôn đi kéo rất là sắc cắt cả xương luôn kéo nhà con cắt xương một cái là phủi bát luôn đây gần đây ê. Rồi múc cháo đi đây là cái mùi à. Đây múc cháo cho ê không ăn hành này đâu phải hành đâu này đâu có cho hành đâu ừ cho rau à này là rau găm này ăn gan không được. có gan con ăn tim con tim cái đó xem mày ấy trời ơi con quá mày lấy đồ ăn trước rồi mày còn nói không bá đạo đây tôi cháu rồi tao để trước rồi tiếp tục con ai Billy du Billy du ơi du chia thanh tỏ luôn nha du nó ngon thôi tao nhường bên mày ăn đi tao lớn hết rồi nhưng mà ôm nha con cầm nha nướng ơi té cái lô tô của ngồi xuống thiện ngồi xuống không đứng đủ gió thiện né ra đi ra khác bàn ăn gì ta gọi gì cái gì ăn trong nồi nước hướng không cái gì mà phim Trung Quốc người ta hay cái gì mà nhỉ thì lấy đồ ăn ấy ông chủ cho tôi xin cái bát cơm cái này không cái này cứng dài lắm vứt mẹ cái nào cái nào để cho con cái đấy cho con cái đấy rồi xong cho bạn đi làm bụi cho bạn ấy lấy ra luôn ai con cái đầu gà có ốc á cầm cái nồi nha tao ăn gì cũng được để đi rồi anh em mày tự múc cái này anh em ngồi kế bên đi múc đi yeah. Ok chưa ok từ từ múc mày múc mày đưa cái nồi vô bệnh nãy giờ đưa hết đây là ai ăn đúng rồi anh đừng có ý lô thằng nhân nó lại khổ tiếp rồi rồi chụp cái nồi cháo ra cái bên đi rồi ngồi vô đây như có ơn thôi chật quá để cái ngồi cho chật quá là xong rồi chật quá mà cơ hội còn ngồi mời mọi người cháo nha mời mọi người cháo nha bỏ quá ngồi vô luôn kẹn ra mày múc con mồi luôn hả chết rồi cái gì đây ớt à ừ nó bảo có dừng kéo đi á tao kéo ngồi kéo cho ngồi kéo rồi mời người ăn cháo nha đây. Rồi ai ăn gì vô bóc cái này ăn thịt nào ăn thịt ăn nước ăn lưng ăn gan thì bóc đi cho mình ớt à sao độc quá những thứ mình rồi thiệt bốc né đây né đeo đứng kia đây né qua bên hành củ mình lại che hết rồi anh thì bốc cái này đó ra ăn đầu cổ cánh anh đi à đuôi này cho con bé đuôi này
Ủa sao mẹ ăn hai cái đùi vậy? Ơ vậy thì để tan cho. Chị ơi. Ở đây là cái gì rồi, chết rồi thôi. Chị ơi. Ôi, cho nó bé nhất ăn thôi, mày mập lắm rồi, nhé đi. Cho nó mập nó ăn đi. Bé nhất cho nhường nó. Thế nó mập nó tròn chưa? Thôi tao tròn sẵn rồi. Mà bà con miếng gà nha. À, lúc nó nhỏ nó mà cào nó nhìn mắc cười lắm. Ê, này muối tiêu bá cháy nè. Nãy giờ muối tiêu hồi nãy giờ. Nó cho cục này nè. Mày muối sao mà không thấy? Nó thịt không á. Sao lại cho thằng mập thịt? Nhỏ nhất không cho thằng nhỏ nhất. Thôi mày mập lắm rồi Thiện ạ. Nó đỏm nhất á. Nó gần vượt xa cái con này. Thế mất ít chín cái kia. Em hai cái. Ngon đi. Ta thủ ký rồi, ta mới 20 thôi. Ngon gái. Anh hai em hơn ký em luôn á. Thì người lớn chó. Bên nồi cháo ra, để nó khác đi rồi ngồi vô ăn thịt. Ơ cái kia của mình đâu rồi? Ông nhìn à, cherry. Cherry cherry. Cherry nó hả? Cherry nó. Đây nè. Nó dính nha. Cherry mất gan tim rồi. Gan tim không nổi chưa ai múc đó. Ừ. Mời mọi người nha. Bỏ cái nồi ra con thì sát ra. Con thành ra. Cái nồi chỗ. Để đây này coi đây này ngay sao rồi. Khiêng đi. Chỗ này mất. Hả? Trời ơi. Ăn xong rồi về nhà đi ngủ nha. Đúng vậy. Ok, khiêng cái nồi vào đây. Ê, về nhà chưa em ơi? Chơi gì? Nó tẩu. Tao có đi về nhà là ta là có thể là con đang đi tour rồi. Mát. Gió mát quá mát. Người đấy ăn đúng mà luôn hả? Ăn cháo nóng vừa thổi vừa ăn. Vừa thổi vừa ngửi vừa ăn. Sao nhiều cherry dữ vậy? Thư Kỳ cho nó nhiều cherry quá Thư Kỳ ơi. Đây giờ con chưa có cục nào luôn á. Cho nổi tàn. Sao con cho chú nhiều cherry quá? Ăn nhiều vô. Ăn nó ngon. Ớt ăn rất là tốt cho mắt nha mọi người. Nhưng mà cay quá ăn bỏ ớt. Ừ. Còn hột ớt thì đau dạng chỗ ăn vô thì sẽ được tác dụng là sẽ được đau bao tử nha. Đồ mà ăn thì thịt rồi, mới được có mấy thịt mất dạy thật chứ. Người ra ăn cái thịt chứ mất dạy. Thật đó. Không chịu. Xin cái cỏ giá bay cỏ ngon quá. Cái này là cái gì đầu gà hả? Không phải, nhân cao chị mất dạy, đầu gà đây nè. Vậy rồi. Đầu gà cho ông ngoại con đi. Ông ngoại con trưng gà ăn đầu. Cay quá. Nó cục tết rồi cậu hồ. Nó cục rồi. Hai biểu cậu hồ cho cherry gà lắm nhỉ. Đau kêu mà. Không phải bá. Bá đạo. Chứ này ăn bá đạo xin chú. Mà nhìn bà chủ con gà. Ăn đi. Gì
bá đạo. Cái tên mục đi mót. Ê, thịt gì ra kìa. Ê kìa mày. Mày mập lắm rồi. Em mập hơn cái liền. Nhớ ăn nó tròn. Đây, chấm đi. À, hút hút. Con chuyển cho phần khác hết hết rồi. Hết rồi. Vừa hết trong luôn. Thì ăn có nhiều. Hết cherry xong rồi hết nách cục luôn rồi. Cherry đã cho xuống phòng 1. Uống cho đây. Vậy thì nó mới ngon. Làm cái chân gà cho nó rung kìa. Ủa, còn đứng đây làm gì? Hả? Cắt cái đầu cho tụi mày ăn. Hèm nó cháo rồi. Cháo sao luôn vào? Ôi, sao thằng Thái nhiều thịt này? Thái nhìn nhảy như con trôi nữa rồi. Quát đồ héo, con trôi nó có cục quá. Ừ, nó xúc đuối nằm cục nữa. Nó xúc cái chảo đó rồi. Thế mấy thằng mập ăn tham chưa? Thấy rồi. Tự nhiên lại cho thịt nó làm gì? Đúng rồi. Chảo đó rồi. Lần sau con phải ăn hết xương đưa cho nó vậy đó. Ừ. Cái đầm cái mua đâu rồi? Mua chú ăn rồi. Thế thì em múc đi. Này. Chơi luôn đó hả? Lại luôn. Các con chơi nhân ăn thịt quá. Ăn không nhân? Ăn thịt nè nhân. Giờ chúng ta sẽ tiếp một cắt đầu con gà. Cắt làm gì? Con ăn hay gì? Không, không ăn đầu gà mà ăn ốc gà. À. À. Thiệt láo nha. Thiệt vậy là láo đó, không hay đâu. Cắt không được rồi, hồi cắt con đi. Con gà này mà nó không có ốc là nó ngu rồi. Có chứ. Này. Thì mày ngu về con gà nó chết vì mình nó cắp. Con gà nó chết vì nó nặng. Ủa, vàng vô con ké nữa bạn. Ở nhà quên đưa xương cho bạn. Mẹ đây rồi. Anh chị ăn em tí chỗ anh nè. Khỉ quá, bye bye mọi người đi. Vẫn ăn nhộn. Chờ bye bye. Con vẫn ăn mỏng đấy. Kiểu mới vậy nó ngon nè. He he he, bộ mỡ não của con gà đã vô miệng mình rồi. Chấm muối chấm muối không? Chấm muối. Bà cũng vô ăn ké nữa đây nè. Ê, cái trong để trong ngoài. Ốc của tao. Đúng rồi, ốc của tao đúng không? Ê, chị tự nhận ốc ốc ở trên đầu không phải là ốc của chị. Bậy rồi, nó bậy rồi, nó bậy rồi. Bậy nhẹ mà. Bậy rồi. Chúng ta sẽ hèn chi thằng nhân nó mập hoài thôi, giờ nó xuống là muốn nó lăn luôn. Phi tan chứng cứ đó là vàng nhưng mình vẫn ăn được ốc, không có xíu được cái gà ốc người. Cậu Hồ ăn hết cherry con đưa luôn. Ê giang cây. Vâng, bye bye đi. Nó quá bye quá rồi, một cho con. Ơ, xin chào đấy, có sao không? Ăn yếu rồi. Bye bye mọi người nha. Quay bye mọi người đi kìa Hoàng Thiện. Ăn nhiều như heo ấy. Bye bye. Bye bye mọi người nha, quay ra đồng hàng đi. Quay đồng hàng Hoàng Thiện, quay đồng hàng ra. Quay đồng hàng, ngồi đồng hàng. Bye bye mọi người đi Thiện. Ê, con gà này ít ốc quá. Chắc là nó học ngu lắm đây. Bye bye mọi người nha. Bye. Bây giờ là ăn xong no đi, giờ về cho tụi nó ngủ đây. Để chiều còn phá tiếp. Mọi người nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người nha. Em là quá là bá đạo luôn. Cái máy bay này vẫn còn ăn bình thường nha. Đúng rồi. Rồi thu đồ cho rửa đi. Đúng vậy. Đúng rồi.